Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gieo các cái đuôi file của các video mình quay trước. Mình sẽ gieo thô trước. Mình vào những video. Đây là cách làm video để up lên YouTube cho điện thoại. Thì chúng ta vào quản lý thẻ nhớ này. Ta vào phần ứng kho ảnh, chúng ta vào video. Ví dụ hôm nay mình quay video con gà tre này chẳng hạn, thì mình ra ngoài, thì mình kích vào chân này, mình dĩ im vào cái video, kích vào trên này. Mình sẽ đổi tên đi. Thì trong quá trình này mình sẽ đổi tên là gà. Gà tre. Đẹp. Nhất. Khi cùng vợ nuôi con. Cùng vợ nuôi con. Cái cảnh gà tre này mình vừa quay buổi sáng thì mình sẽ đổi tên. Đây là mình tạo ra gieo thô. Khi mình có mình up video này lên thì mình chỉ cần kích vào video chia sẻ. Ở đây thì mình có thể chia sẻ lên Facebook này, Insert này, hoặc là New Folder, hoặc là Driver. Thì đây mình sẽ chọn YouTube. Đây là cách up video từ mục video. Còn đây thì mình sẽ trở quay lại. Mình sẽ up video bằng phần mềm YouTube. Đây, chúng ta mở phần mềm YouTube này lên. Chúng ta phải quay dọc cái điện thoại lên. Mình lại quay ngang. Mình ấn vào cái chỗ camera này. Thì ở đây nó có phát phát trực tiếp. Nghĩa là mình quay video, mình có mạng mình sẽ quay trực tiếp. Còn không thì mình sẽ chọn mục video để mình up lên. Ở đây video gà đây. Trong phần chỉnh up video này thì mình có thể chỉnh sửa được. Mình ấn vào cái que có hình ma thuật. Đoạn này mình có thể cắt được. Cắt video. Mình không thích đoạn nào mình cắt trước luôn, thì nó cực kỳ dễ cho các bạn khi mình up lên chỉnh sửa. Mình khi mình lên trên rồi mình đỡ phải cắt, mình có thể ghép nhạc đấy. Ở đây nó có nhạc, những cái nhạc đây để mình thì nó 3 phút. Khi mình up lên thì mình viết tiêu đề gà bố cùng gà mẹ nuôi con.
Mới đầu mình viết tiêu đề thôi, còn sau này mình chắc sẽ sửa sửa tiêu đề khác. Thì đến phần mô tả thì các bạn sẽ ghi mô tả về hành trình mình quay video hoặc là giới thiệu chi tiết về cái video của mình. Các bạn viết video là ví dụ như là quay cảnh gạt xe ở đâu chẳng hạn. Hoặc là các bạn tùy các bạn, nhưng mà miễn là các bạn phải seal được từ khóa gạt xe. Đây là video quay cảnh gà nuôi con. Đến phần này thì mình sẽ chọn là riêng tư. Thì sau vật riêng tư này mình sẽ có thể chỉnh sửa lại sau bằng trình duyệt web. Đến tới đây rồi chúng ta có thể tải lên được rồi. Chúng ta tải lên. Chúng ta đợi thêm một chút nữa là video mình sẽ tải lên. Chúng ta cùng đợi nhé. Đây nó đang chuẩn bị để tải lên video lên. Vâng, video đang tải lên. Mất khoảng 2 phút thì video mình sẽ lên trên được. Vì video này của mình nó cũng hơn 1 phút thôi. Làm video đây trên điện thoại này các bạn có thể làm vlog này hoặc là các video hài chôn thì dễ hơn là các bạn làm những cái đồ họa. Ở trên này video thì ít khi có đồ họa chúng ta làm được. Trên video này mình sẽ giới thiệu các bạn một cái cách nữa là cách review game để các bạn up lên video. Thì bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn like chia sẻ video này cho mọi người. Video này sẽ giúp ích cho những các bạn ở bên du học sẽ làm những video về du học. Mình thích các bạn đấy chia sẻ về các vấn đề bên du học xem sao. Nếu các bạn xem video của mình thì hãy nhấn cho mình một like hoặc là comment phía bên dưới nếu các bạn thắc mắc về vấn đề gì về làm YouTube. Mình có thể chia sẻ được, mình sẽ chia sẻ cho các bạn.
nhà mình thì hơi ồn nên các bạn thông cảm nhé. Chúng ta có thể làm video trên bất kỳ một chiếc điện thoại nào, smartphone nào, Samsung, Sony, iPhone, các phần mềm làm về Android và iOS chúng ta đều làm được. Còn Windows Phone thì chúng ta làm khá là vất vả vì khi up video lên chúng ta không thể up lên được, up lên hay bị lỗi lắm, nên chúng ta chỉ làm về iOS với Android thì chúng ta làm sẽ mượt mà hơn. Chúng ta đợi xử lý nhé. Video đã lên. Chúng ta xem lại video. Thank you.